Để vườn cà phê tái canh đạt hiệu quả cao thì nhà vườn Tây Nguyên cần phải chú ý điều gì trước, trong và sau khi trồng, nhất là trong bối cảnh bà con phải đối mặt với nhiều yếu tố bất lợi cả về thời tiết do ảnh hưởng biến đổi khí hậu lẫn giá vật tư đầu vào tăng cao. Những nội dung này sẽ có trong chương trình Canh tác thông minh phát sóng ngày 12 tháng 3 năm 2023 với phần tư vấn cụ thể của tiến sĩ Trương Hồng.